Xin chào và chào mừng các bạn đến với bản tin số 4 Game News của HaloShop. Nội dung trọng tâm tuần này tụi mình sẽ đề cập phần lớn đến sự kiện Gamescom 2020 và bên cạnh đó sẽ có một vài tin tức nhỏ khác như việc Sony Interactive Entertainment xác nhận sẽ mang nhiều tựa game độc quyền lên PC, PS5 hứa hẹn sẽ hồi sinh nhiều series game từ PS2. Hãy cùng mình bắt đầu video thôi. Gamescom 2020, một trong những sự kiện game lớn nhất trong năm, tương tự như các sự kiện game khác, cũng đã phải tổ chức thông qua hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Buổi livestream từ Los Angeles của sự kiện năm nay đã mang đến cho chúng ta rất nhiều tựa game, bao gồm những tựa game mới từ các nhà phát hành. Nhưng buổi sự kiện online này phần lớn tập trung vào việc cập nhật thông tin về những tựa đã được công bố trước đó. Buổi Opening Night Live vào ngày ra mắt đã nổ phát súng với nhiều bom tấn mãn nhãn cho sự kiện game được xem là lớn nhất năm này. Mở màn cho Gamescom 2020 là trailer phần 5 của series game đua xe địa hình Dutch. Tại đây, chúng ta sẽ được nhà phát hành cho trải nghiệm chế độ Playground mới nhất với chức năng xây dựng đường đua, đồng thời có thể publish nó cho cộng đồng. Game sẽ chính thức phát hành trên mọi nền tảng console hiện tại, sắp tới trong tương lai và cả PC. Trong năm nay, Activision đã mang đến sự kiện bản kế tiếp của Call of Duty Black Ops lấy bối cảnh Cold War, chiến tranh lạnh. Người chơi sẽ được Activision đưa về thời kỳ đầy biến động nhất vào những năm đầu thập niên 80 của nửa sau giai đoạn chiến tranh lạnh này. Người chơi chế độ single sẽ vào vai chính để tham gia các nhiệm vụ trên khắp thế giới tại các chiến trường Đông Berlin, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, trụ sở chính của Xô Viết, KGB, v.v. Reflector Entertainment đã giới thiệu đứa con tinh thần đầu tay của họ tại Gamescom 2020 là Unknown Knight Awakening. Vào vai nhân vật chính là cô gái mang tên Haruna, sống ở khu ổ chuột Ấn Độ, bị truy đuổi bởi đám du côn cùng khu. Cô sau đó đã thức tỉnh khả năng thấy trước tương lai của mình ở một chiều không gian khác gọi là The Fall, nếp gấp thời gian, và đã né được đòn đánh của tay bắt nạt. Từ đó, Haruna bắt đầu hành trình gian nan đầy thử thách trên con đường đi tìm những bí ẩn xoay quanh lời nguyền mình mắc phải trên sự liên hệ với 9 vị thần cổ xưa trong văn hóa Ấn Độ. Tựa game sẽ được phát hành trên PC và console thế hệ mới. Đã 6 năm kể từ phần thứ 3 của Dragon Age là Inquisition, BioWare nay mang đến sự kiện này không phải là một trailer hay teaser nào cả, mà đó chỉ là đoạn video ngắn giới thiệu công đoạn các bước mở đầu cho cả một hành trình làm phần 4 của Dragon Age phía trước với các concept. Hứa hẹn sẽ giữ nguyên giá trị nguyên bản nhất của dòng game này từ đội ngũ sản xuất. Kết thúc ngày mở màn sự kiện, bên cạnh các bom tấn mới được công bố, Opening Night Live Gamescom 2020 còn mang đến người xem những bản cập nhật phần mở rộng của các tựa game như World of Warcraft, Shadowlands, Star Wars Squadrons, LEGO Star Wars, The Skywalker Saga, Age of Empires 3 Definitive Edition, Medal of Honor VR, một phiên bản Jurassic World Evolution cho Nintendo Switch. Không thể quên việc kể đến phiên bản Update Season 2 cho console Fall Guys với những thay đổi, bổ sung thêm các trang phục như nón, giáp sắt, mũ trụ, trang phục quý tộc và cả những con rồng thời Trung Cổ, bên cạnh các màn chơi mới mang lại nhiều trải nghiệm thú vị hơn dành cho người chơi. Theo quan điểm cá nhân của mình, so với ngày Opening Night Live, thì ngày thứ 2 của sự kiện có vẻ như khiến cộng đồng người chơi game toàn thế giới cảm thấy hơi hụt hẫng. Bởi lý do dù mang đến người xem nhiều tựa game mới, nhưng hầu hết là indie với trailer game không hợp khẩu vị với đa phần người chơi game hiện tại. May sao còn có Scarlet Nexus với đồ họa tạm ổn và hậu bản của Little Nightmare đã làm nên những thành công lớn, nhận được nhiều đánh giá tích cực đã cứu cánh phần nào cho sự nhàm chán của ngày thứ 2 sự kiện này. Ngày thứ 3 của Gamescom 2020, về bản chất thì nó cũng không khá hơn ngày thứ 2 là bao. Điểm sáng chính là việc khiến cho các gamer bội thực vì số lượng trailer game được phát trong hôm đó cực kỳ nhiều, nhưng vẫn lại đa phần là game indie. Dù cũng có những thể loại khác bên cạnh indie, các tựa game được giới thiệu trong ngày thứ 3 này có gameplay lẫn đồ họa khá dị và dường như dần đi theo lối mòn trong những năm gần đây. Medieval Dynasty kể về đời sống thời Trung Cổ nhưng lại có cách chơi gần giống như ARK, Blazing Cells, Battle Royale. Ngoài yếu tố Battle Royale thì không khác gì Sea of Thieves và rất nhiều tựa game khác bị cộng đồng đánh giá là không khác gì game phát hành trên mobile. Gamescom 2020 kết thúc ở ngày thứ tư với nội dung chính đề cập phần lớn để công bố giải thưởng trao cho các cosplayer khi tham gia vào cuộc thi hóa trang thành các nhân vật game.
Bên cạnh đó, sự kiện này đã công bố danh sách các game đã thắng các hạng mục hàng năm tại đây như... Mình sẽ để danh sách hiện trên màn hình để các bạn có thể theo dõi. Và đó là tất tần tật về Gamescom 2020. Tạm gác lại sự kiện này sang một bên, giờ chúng ta hãy dành thời gian cho Sony Interactive và những thông tin xoay quanh cổ máy PS5 của họ. PS5 hứa hẹn sẽ hồi sinh nhiều series game từ PS2. Trước những franchise sẽ được nhà Sony liên tục nhá hàng, sẽ tiếp tục hậu truyện cũng như bản kế nhiệm như Spider-Man, Horizon hay God of War công bố gần đây. Người chơi đang mong đợi các series đã từng làm mưa làm gió trên PS1 và PS2 sẽ xuất hiện trở lại trên hệ máy mới nhất là PS5. Một lập trình viên game, Mike Ruth, từng làm việc tại Sony London cho biết Sony đang có kế hoạch thực hiện một tựa game có vẻ như là tựa Getaway. Cho những bạn nào chưa từng biết về tựa game này, tựa Getaway là một game hành động phiêu lưu được phát triển bởi Team Soho và phát hành bởi Sony vào năm 2002 cho hệ máy PS2. Là một tựa được lấy cảm hứng từ những thước phim kể về thế giới ngầm tại Anh Quốc. Dù không nhận được nhiều đánh giá tích cực và số điểm trên Metacritic chỉ khiêm tốn ở mức 72, nhưng tựa game này vẫn khá thành công về mặt thương mại khi bán ra đến con số 4 triệu bản tính từ thời điểm ra mắt. Cho đến nay, cộng đồng nhận định đây là tựa game bị đánh giá thấp và ít được công nhận trong số các game hay của PS2. Vào 2004, hậu bản của tựa này là Black Monday. Tuy vẫn có thể coi là thành công về thương mại khi bán được 2 triệu bản, nhưng có vẻ như phần này là một cú flop lớn khi so với người tiền nhiệm của mình. Với những cải tiến về chất lượng, sức mạnh phần cứng, chúng ta có thể mong đợi từ game này sẽ trở lại với diện mạo remake, remaster, thậm chí có thể là một game hoàn toàn mới, với cốt truyện hoàn toàn khác biệt nhưng vẫn tôn trọng về bối cảnh của nguyên tác. Hiện đây mới chỉ là cái tên đầu được đồn đoán sẽ có màn trở lại trên hệ máy mới nhất của nhà Sony. Về chi tiết các cái tên khác, chúng ta sẽ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể có câu trả lời. Trong báo cáo doanh nghiệp 2020 gần đây nhất của mình, Sony đang trên giai đoạn đầu tư, mua lại sáp nhập các doanh nghiệp nhỏ để mở rộng quy mô kiểm soát studio của họ trên phạm vi toàn cầu, với mục đích đưa các tựa độc quyền của mình lên hệ máy PC và các cái tên đáng chú ý khác bên cạnh Horizon đã xuất hiện trên hệ máy này như The Last of Us, World of War và Dreams. Động thái gần đây nhất của Sony cũng đã cho thấy tham vọng bành trướng của hãng này khi ký kết hợp tác độc quyền, mua lại một vài cổ phần từ Epic, đồng thời sử dụng engine game từ Epic là Unreal Engine 5 để tạo ra các tựa game mới với chất lượng đồ họa chân thực, dự kiến sẽ xuất hiện trên PS5 trước, sau đó mới lên PC thông qua Epic Game Store. Những fanboy, fangirl các tựa độc quyền này càng có nhiều lý do để chờ đợi khi mà vào tháng 11 năm ngoái, ông Corey Bartlett, đạo diễn God of War đã tuyên bố rằng ông rất mong chờ God of War sẽ xuất hiện trên PC. Ngay sau đó, giám đốc sáng tạo của Dreams cũng có phát biểu tương tự, nhưng hiện tại Dreams cho PC vẫn chưa nằm trong kế hoạch của ông và đội ngũ của mình. Không dừng lại ở đó, vào tháng 1 năm nay, Naughty Dog đã thuê một lập trình viên và yêu cầu anh ta phải có kinh nghiệm trong lập trình DirectX 12, có kiến thức về kiến trúc vân căng trong lõi xử lý GPU của Nvidia cho tựa The Last of Us Part 2. Chắc hẳn sẽ còn nhiều tựa game độc quyền PS khác sẽ được đồn đoán đưa lên PC bên cạnh các ứng cử viên hiện tại như The Last of Us Part 2, God of War hay Dreams. Nhưng Sony vẫn chưa có xác nhận gì thêm nên chúng ta hãy cứ tiếp tục mong chờ mà thôi. Tin đồn về các tựa game độc quyền PS sẽ được lên PC cũng đã kết thúc số 4 của bản Game News từ HaloShop. Nếu các bạn muốn cùng bàn luận với tụi mình hay góp ý gì về nội dung của video thì hãy cho tụi mình biết bằng cách comment bên dưới. Hãy like và share nếu các bạn cảm thấy thích video này. Và các bạn cũng đừng quên ấn nút subscribe, đăng ký kênh HaloShop cùng nút chuông thông báo bên cạnh để nhận được những thông tin mới nhất về game và các thông tin công nghệ thú vị khác trong thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.